đứng chụp hình luôn nha. Ben bơi dở quá, tôi không trao bàn cho Ben đâu, tôi buồn Ben. Mê Nguyễn Hồ. Đi toilet. Mê Nguyễn Hồ. Đây, đây là bàn của Mê Nguyễn Hồ. Luna Trần. Ai cho con chơi được lên. Đừng nói là em làm ướt luôn cái bàn nha. Mới bơi mấy tháng mà bụng nhỏ mà eo thon mà chân dài tới nách luôn. Quay phim em chưa, bàn của em nè. Bao giờ anh chị vậy? Em cầm cái này em lột bằng ra cho anh coi luôn. Lột cái này ra cho mấy bạn coi. Cái này là cái lớp keo á, bằng còn mới á. Thôi để nguyên đi. Để nguyên rồi lột chi? Để nguyên đi, để nguyên đi con. Lột ra thì nó bóng luôn. Thôi để nguyên đi. Vậy hả? Rồi, còn bằng của các bạn người cá kia. Ồ, mấy bạn người cá kia không lấy bằng hả? Thôi tụi em về luôn rồi, tạm biệt các bạn. Bye bye. Rồi tôi giới thiệu cái bằng của bạn người cá Luna lột lớp keo đó ra, các bạn có thấy tên của bạn ấy không? Luna Trần nè, ngày thời gian cấp bằng nè, đúng không? Nè, bạn ấy đã đạt được chứng chỉ là mermaid snorkel, là bạn ấy là người cá sử dụng ống thở đó, là bạn ấy đã đậu được cái bài tập dùng ống thở nước rồi, nên bạn ấy đã có được chứng chỉ này. Thì chứng chỉ này sẽ giúp bạn ấy có thể đi bơi với cá heo ở Vinpearl Land.